Sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương do bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Bầu Bàng về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền, quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Thời gian qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện đối với các nhiệm vụ được phân cấp ủy quyền đã được thực hiện liên tục và có hiệu quả. Việc phân cấp ủy quyền đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do thiếu biên chế, đặc biệt là ở phòng tài nguyên và môi trường, phòng tài chính kế hoạch, khiến công chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc dẫn đến hạn chế về chuyên môn trong một số lĩnh vực như thẩm định giá đất. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đóng góp nhiều ý kiến để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hướng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Bầu Bàng.